Đón Tết lớn lên đời TV Samsung mới. Samsung hân hạnh đồng hành cùng highlight Ngoại hạng Anh trên các cộng Sport. Xin chào quý vị, 8 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh, hai đội bóng này đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng với lần lượt là 19 và 18 điểm. Đó chính là Bournemouth và Liverpool. Dominic Solanke, người cho tới lúc này đã có được 12 bàn thắng tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, sẽ đảm đương ở hành lang cánh phải. Núñez đá cao nhất trên tấn công. Liverpool thì Solanke chỉ có được một bàn thắng sau 21 trận. Nguy hiểm. Chơi bóng tập trung, khép góc gần. Một pha đưa bóng vào rất khó, cấm của đối phương mà thôi. Con số ấy là 11 dành cho Bournemouth. Cơ hội đây rồi, Sinistera chuyền đi. Không được. Chừng như Sinistera sẽ chuyền bóng cho đồng đội đang di chuyển cắt chéo. Đó chính là Justin Kluivert, nhưng không. Anh đã quyết định ngoặt lại và hướng trái bóng. Có thể nói là cực kỳ tệ trước những đội bóng đầu bảng, khi mà họ đều để thua, đang dẫn đầu tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Chúng ta cùng nhìn lại cú dứt điểm từ xa của Mark Alister. Cú đá thiếu lực và cũng Liverpool, đó là chiến thắng trên sân khách trước Crystal Palace. Sút xa. Bradley. Đánh đầu. Yes. Đó là Mepham, người chạm bóng cuối cùng. MacAllister có khoảng trống phía trước. Sút xa. Lại thêm một pha dứt điểm từ xa, thiếu đi những sự hiểm hóc và thiếu đi cả lực sút nữa. Bóng đã chạm vào chân của Mepham, một trong những... Rất khéo. Khoảng trống. Không được. Hiền. Chúng ta cùng nhìn lại pha dứt điểm của Christie. Sinistera. Đường chuyền này. Kluivert. Tới. Không vào. Rất đáng tiếc cho cầu thủ Bournemouth. Cầu thủ Bournemouth đã quét nách và thực hiện một đường căng ngang tuyệt vời. Không hề có lỗi để bóng chạm tay của Sinistera. Kluivert cũng đã rất nỗ lực để hướng trái bóng tới Christie. Đáng tiếc là số 10 của Bournemouth đã không thể chạm chân vào bóng. Quá đáng tiếc. Đánh đầu. AT. Cơ hội. Núñez. Không có nhiều cơ hội. Và đây cũng là pha bóng đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Curtis Jones, Jota tạo ra một tam giác tấn công tuyệt vời để khiến cho hệ thống phòng ngự của Bournemouth bị xé đôi. Bộ đôi trung vệ của Bournemouth đã không thể giữ được vị trí nữa. Và khi ấy tiền đạo Uruguay đã lạnh lùng có một cú sửa lòng tuyệt vời để mở tỷ số. Mặc dù đã rất nỗ lực để chạm được tay vào bóng, nhưng chừng đó là không đủ, bởi pha dứt điểm của Núñez là quá hiểm hóc. Một đá đòn. Kluivert. Không vào. Tiền đạo người Hà Lan. Kluivert ngày thi đấu hôm nay cũng đã chạm bóng rất nhiều. Đây là một khoảng cách hoàn toàn có thể tạo ra được bàn thắng, nhưng vẫn còn đó là bức tường thành mang tên Virgil van Dijk. Bây giờ là Núñez. Núñez làm gì? Quả tạt. Đánh đâu. Rất đáng tiếc là rồi. Và câu chuyện còn lại là của Bradley, nhưng anh đã hướng trái bóng đi ra ngoài khuôn khổ của khung thành. Khá nguy hiểm. Không ao. Đó lại là Rất nguy hiểm, dứt điểm. Bóng đã được phá ra. Khá mạo hiểm. Nhưng vẫn đang là cao thủ Liverpool. Jota. Trước đó thì anh kiến tạo, còn bây giờ thì anh lập công. Còn với huấn luyện viên Jurgen Klopp thì đó cũng là những sự thay đổi hiệu quả mà ông đã tạo ra cùng với cao trò của mình, khi mà Gakpo, người được tung vào sân, đã kiến tạo để cho Jota ghi bàn. Một tình huống lợi thế cho các cầu thủ Liverpool và họ đã tận dụng triệt để được lợi thế ấy. Một sự chụp Adams. Đường chuyền tốt, rất đáng tiếc. Nguy hiểm. Phá qua người của Gravenberch. Tốc độ của Darwin Núñez. Núñez quả tạt không thể đánh đầu. Cưới. Cú đá hụt là của Jota. Nhưng ở cú đá thứ hai thì đó là bàn thắng cú đúp cho Jota. Tượng với Jota ở trong những phút đã qua. Núñez cũng đã chiếm lĩnh được một vị trí đủ ổn để không việt vị ở trong pha bóng vừa rồi. Anh cũng đã làm rất hay những tình huống trước đó rồi. Còn đây mới là một tình huống mà Jota khiến người ta nhớ tới anh. Mặc dù là sân trơn, nhưng ý chí và sự quyết tâm của Jota đã giúp cho anh có được bàn thắng tiếp theo cho các cầu thủ Liverpool. Quá khó cho thủ thành, tức là ở vòng đấu sau họ sẽ phải gặp West Ham. Cưới. Brooks. Không vào. Thắng cho cao thủ Bournemouth. Rất tiếc là thi đấu với một lịch dày đặc hơn so với những đội bóng khác. Nguy hiểm. Tuyệt vời. Và đó là Darwin Núñez. Cú đúp của Núñez. Ngày hôm nay thì Núñez không mất nhiều nhịp chạm để có thể tạo ra bàn thắng. Một đường chuyền đủ để loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của Bournemouth. Đó chính là quả tạt của Gomez. Trọng tài biên đã phất cờ, nhưng trọng tài chính thì vẫn đang cho trận đấu được tiếp tục. Và đó lại là một tình huống. David Brooks. Đường chuyền. Kiefmo. Tuyến hai. Liverpool vẫn đang chơi với một áp lực lớn cho tới tận những giây cuối cùng. Và kết quả 4-0 là thành quả xứng đáng sau 15 phút nghỉ giải lao. Không biết rằng huấn luyện viên Jurgen Klopp đã chia sẻ gì với những cầu trò của mình. Đón Tết lớn lên đời TV Samsung mới. Samsung hân hạnh đồng hành cùng hai làng ngoại hạng Anh trên các cộng Sport.